Để có thể in tất cả các loại chứng từ thì đầu tiên chúng ta vào các cái màn hình cập nhật số liệu. Khi hiển thị ở đây thì chúng ta có thể chọn, ví dụ như chúng ta chọn tháng này để in các cái chứng từ trong tháng này, hoặc là chọn tháng trước, là quý trước. Thì ở đây thì chúng ta sẽ ấn phím Ctrl A, sau đây chúng ta chọn nút in. Ta chọn ví dụ chúng ta in phiếu thu, chỉ như thế này là thực hiện lệnh in thôi, ấn in vào là in thôi.